Các bạn đang nghe truyện ta mở thật sự là cô nhi viện không phải sát thủ đường trên kênh TV Audio CV. Chương 225 Mũi thương như điện, trong nháy mắt đã đâm tới trước mặt Tôn Thắng. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Tôn Thắng xoay người, chủ động đón mũi thương. Phật Một tiếng Trường thương đâm vào ngực Tôn Thắng, cách tim hai tấc. Trên mặt hồng anh lộ vẻ chấn kinh. Tại sao hắn không né tránh, Tôn Thắng đột nhiên đưa tay phải ra, nắm lấy trường thương, bàn tay trái đánh ra giữa chừng quay về, một chưởng bổ vào cán thương làm bằng gỗ sáp trắng. Rắc. Một tiếng, cán thương gãy đôi. Trên khuôn mặt tuấn tú của Tôn Thắng lộ ra một nụ cười lạnh, hắn liếc nhìn nữ bộ khoái đang cầm cán thương, sững sờ tại chỗ. Tôn Thắng hít một hơi, cả người lao về phía trước, dùng toàn bộ sức lực vào tay trái, nội lực bách lãng trong cơ thể cộng hưởng, lúc này, khí thế của Tôn Thắng như cầu vồng, đã không còn quan tâm đến sống chết nữa, từ đan điền còn truyền đến tiếng sóng lớn va chạm vào nhau. Trương Mậu Tường được tên lính kéo dậy, thấy Tôn Thắng lại xông tới liền không khỏi kêu lên kinh hãi. Nhanh! Nhanh chặn hắn lại! Trương Mậu Tường kéo một tên lính trắng trước mặt mình. Tôn Thắng thấy vậy, trên mặt lộ ra một tia khinh bỉ, đôi mắt sáng ngời, hét lớn, ta sẽ vì thiên hạ giết tên giặc này, khoảnh khắc tiếp theo, tiếng sóng biển vang lên, tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy một tiếng động lớn như sóng thần. tôn thắng dồn toàn bộ sức lực vào một chưởng đánh vào tên lính trước mặt trương mậu tường. thân thể tên lính rung lên một cái, chết ngay tại chỗ. trương mậu tường phía sau lộ vẻ vui mừng, nhưng niềm vui này không kéo dài được bao lâu, thì hắn đã cảm thấy ngực đau nhói, ngũ tạng lục phủ như bị trọng thương. phục. trương mậu tường phun ra một mụn máu, mắt tối sầm lại, liền ngã xuống đất giống như tên lính kia, hơi thở tắt liệm chết ngay tại chỗ tôn thắng đánh xong một chữ này như đã dùng hết toàn bộ sức lực cơ thể hắn lảo đảo suýt chút ngã xuống hắn vội vàng hít thở cố gắng đứng vững loạn choạng chân lảo đảo đi đến trước mặt trương mậu tường giẫm một chân lên mặt hắn phục tôn thắng lại nhổ một bãi nước bọt vào mặt trương mậu tường giọng nói có chút hàng cẩu quan dưới bầu trời xám xịt mưa phùn lất phất rơi không ngớt hạt mưa rơi xuống từ trên cao đáp lên khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng ngời như sao của tôn thắng. Hắn nhìn quanh một cái, bỗng nhiên bật ra tiếng cười sảng khoái. Ha 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 ha. Khoảnh khắc này, cả thế giới dường như im lặng. Những binh lính, nạn dân, cùng cả những bộ khoái của lục phiến môn đều sững sờ tại chỗ, giữa trời đất chỉ còn lại tiếng cười lớn của tôn thắng. Hồng Anh tay vẫn cầm đoạn thương gãy, ngay người nhìn tôn thắng đang đứng trên thi thể của trương mậu tường ở đằng xa hắn một thân tuấn lãng đẫm nước mưa đứng đó cười lớn, cả người lại toát lên một sức hút kỳ lạ. Quỳnh Ngạo Hải nghe tiếng cười của Tôn Thắng, trên mặt cũng không khỏi nở nụ cười. Hắn buông tay khỏi chân mộ dung long uyên, thân thể lật lại ngã lưng ngước lên nhìn lên bầu trời xám xịt, mặc cho nước mưa rơi lên trên mặt mình. Ha 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 ha! Hắn cũng không nhịn được mà cười khẽ. Hiệp chi đại giả. Vì nước vì dân, mộ dung long uyên miếng môi, theo bản năng đưa tay phải ra sờ vào phía sau nhưng chỉ sờ được khoảng không lúc này mới nhớ ra chiếc tẩu của mình vẫn còn trên tường thành mộ dung long uyên thu tay phải lại thở dài một tiếng ông ta cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt trong mắt tràn đầy mệt mỏi chẳng mấy chốc những bộ khoái của lục phiến môn xung quanh cũng chạy tới tay cầm mấy sợi xích sắc có móc phập phập hai tiếng động nhẹ vang lên xích sâu qua xương tỳ bà của Tôn Thắng cùng Quỳnh Ngạo Hải. Giờ dù có bản lĩnh cao đến đâu thì cả hai cũng không thể trốn thoát. Hơn nữa, cả Tôn Thắng cùng Quỳnh Ngạo Hải đều đang bị thương nặng. Những bộ khoái vây quanh Tôn Thắng cùng Quỳnh Ngạo Hải, trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm. Mộ dung Long Uyên tìm lại được chiếc tẩu của mình, cầm tẩu trên tay, vẽ mặt trầm mặt. Vũ Sương Phủ, phía đông thành. Bầu trời u ám, mây đen dày đặc giăng kính, mưa phùn lất phất bay, con đường ngoài thành lầy lội đầy bùn đất. Xoẹt. Xoẹt. Tiếng xích sắt vang lên. Tôn Thắng cùng Quỳnh Ngạo Hải bị bộ khoái lục phiến môn áp giải, đi về phía cổng thành. Xương bả vai của hai người hiện giờ bị xích sắt xuyên qua, nối liền xuống tận chân, mà chân bọn họ còn mang xiềng xích bằng sắt tinh luyện. Nhưng mặc dù bị bắt, Tôn Thắng vẫn nở nụ cười sảng khoái trên môi, hắn cười nhìn Quỳnh Ngạo Hải, giọng nói đầy trêu chọc nhị ca, việc đã thành rồi, Quỳnh Ngạo Hải nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi tái nhợt. Thanh đoạn thương trên ngực áo đã bị rút ra, máu loan khắp vạt áo trước ngực. Cũng may, mộ dung Long Uyên đã kịp điểm huyệt xung quanh vết thương khiến máu ngừng chảy, nếu không có lẽ Quỳnh Ngạo Hải đã chết vì mất máu quá nhiều rồi. Hắn nhìn Tôn Thắng, thấy Tôn Thắng cũng bị đâm một nhát thương ngay dưới tim, nhưng vẫn tỏ ra lạc quan thì không khỏi bật cười, tốt lắm, hai người liếc nhau, đồng thời nở nụ cười. Các bộ khoái lục phiến môn phụ trách áp giải vẻ mặt phức tạp mắt nhìn hai người, bọn họ không hiểu, giờ cũng đã bị bắt rồi, tại sao hai người này còn cười được chứ, giữa thanh thiên bạch nhật, dám ám sát quan chức nhị phẩm, đại vũ khai triều bao nhiêu năm nay, chưa từng xảy ra chuyện như vậy, bây giờ hờ đợi hai người chỉ có tử hình, vậy mà vẫn có thể nói cười với nhau, Hồng Anh tay cầm đoạn thương đi theo phía sau, đôi mắt đầy khí phách của nàng thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôn thắng hình ảnh tôn thắng một chưởng đánh chết trương mậu tường vẫn còn văng vẳng trong tâm trí nàng hồng anh hít sâu một hơi trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc nàng bỗng cảm thấy chuyện này có quẩn khúc hồng anh lại nhìn sang mộ dung long uyên bên cạnh mộ dung long uyên tay cầm tẩu thuốc bằng đồng thau đang phập phập rít thuốc sư hồng anh vừa nói được một chữ thì mộ dung long uyên liền giơ tay ngăn câu hỏi của nàng hồng anh đè nén nghi hoặc trong lòng biết mộ dung long uyên hiện tại không muốn trả lời câu hỏi của mình các bộ khoái lục phiến môn áp giải tôn thắng cùng quỳnh ngạo hải đi vào thành nhưng đi được một đoạn thì trên đường xuất hiện vài bóng người tên đầu lĩnh cao lớn vạm vỡ lưng đeo một thanh đao lớn có vòng vàng mưa rơi trên vòng vàng khiến chúng va chạm vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo phía sau còn có vài người nữa đám người này đều đội nón lá mặt cẩm y hắc sắc thắt lưng đeo chủy thủ kim sắc các bộ khoái áp giải tôn thắng cùng Quỳnh Ngạo Hải dừng bước, nhìn nhóm người trên đường. Mộ dung Long Uyên cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy thanh đao vòng vàng kia thì lông mày hơi nhíu lại. Hai bên chạm mặt. Không khí đột nhiên im lặng. Tôn thắng cùng Quỳnh Ngạo Hải cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Sao đột nhiên không đi nữa thế, hai người nhìn thấy bộ khoái lục phiến môn đối diện, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lại thêm một nhóm người nữa à, Quỳnh Ngạo Hải cẩn thận đánh giá đám người đó, ánh mắt hắn đột nhiên dừng lại trên thanh kim hoàng đao trong đầu theo bản năng hiện lên một cái tên kim hoàng đao lôi chính dương tôn thắng biến sắc nhìn về phía quỳnh ngạo hải hai người nhìn nhau chợt nhớ lại nội dung trên cẩm thiếp cẩn thận kim hoàng đao lôi chính dương hai bên bộ khoái lục phía môn chạm mặt lôi chính dương sải bước tiến tới đi thẳng đến trước mặt quỳnh ngạo hải cùng tôn thắng mà các bộ khoái xung quanh cảnh giác nhìn lôi chính dương không biết hắn muốn làm gì chỉ thấy lô chính dương từ trong ngực lấy ra một bức chân dung người trên chân dung chính là quỳnh ngạo hải lô chính dương đối chiếu dung mạo cất bức chân dung đi giọng nói thô kệch nói với mộ dung long uyên người này có liên quan đến vụ án của ta ta phải mang đi nghe câu này các bộ khoái xung quanh đều trợn to mắt đây là đây là đến cướp người mộ dung long uyên hút một hơi thuốc khô rồi chậm rãi nhã ra giọng khàn khàn hỏi vụ án gì lô chính dương hơi ngẩng đầu lên tôn thắng cùng quỳnh Ngạo hải giờ mới nhìn rõ dung mạo của hắn người này tướng mạo hung hãn để râu quai nón sống mũi cao cao đầu đội nón lá nhìn từ tai hắn lên trên liền có thể nhận thấy lôi chính dương không có tóc hắn là một người hói nếu chỉ nhìn tướng mạo thì dù thế nào cũng không ai tin hắn là một trong ba đại danh bộ của lục phiến môn so với danh bộ hắn càng giống đạo tặc hơn lôi chính dương trầm giọng nói hải kình ban cướp bạc cứu tế thiên tai toàn bộ Quỳnh Gia đang trên đường bị áp giải đến Kinh Thành, hiện tại chỉ còn thiếu mỗi Quỳnh Ngạo Hải. Lời nói của Lôi Chính Dương như sấm sét giữa trời quang. Quỳnh Ngạo Hải thân thể loạn choạng, suýt nữa không đứng vững mà ngã xuống đất. Hắn vẻ mặt sững sờ, trong mắt mang theo mờ mịt. Quỳnh Gia bị bắt rồi. Dư Hàng Dục Anh Đường Bầu trời u ám, tiếng gió rít gào, dường như sắp có bão tố. Nhìn thời tiết, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có mưa rơi rồi. Trần Diệp ngồi trên ghế ở đại sảnh, bên cạnh bàn gỗ bày ấm trà cùng vài món điểm tâm. Hắn bốc một miếng điểm tâm, bỏ vào miệng chậm rãi nhấm nuốt, sau đó lại rót một chén trà nóng, cảm thụ cuộc sống nhàn nhã. Lộc cộc. Trong sân bỗng vang lên một trận tiếng bước chân hơi vội vã. Trần Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiểu Liên bước nhanh chạy vào, khăn che mặt trên mặt nàng vì động tác kịch liệt mà rơi xuống, dung nhan trắng nõn xinh đẹp lộ ra tướng mạo xinh xắn nhưng giữa lông mày lại mang theo lạnh lùng trần diệp cảnh đẹp ý vui nhìn thoáng qua hai năm trôi qua tiểu liên càng ngày càng thêm xinh đẹp rồi hắn liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt thản nhiên nói đừng vội có chuyện gì tiểu liên chạy vào đại sảnh cảm thấy mặt hơi lạnh mới nhận ra mạng che mặt đã rơi rồi liền vội dừng bước buộc lại mạng che mặt sau khi làm xong tiểu liên mới đi đến bên cạnh trần diệp vẻ mặt phức tạp viện trưởng chuyện gì trần diệp lại lấy một miếng điểm tâm từ từ nhai tiểu liên từ trong tay áo lấy ra một phong thư đưa cho trần diệp trần diệp vỗ vỗ vụn bánh trên tay nhận lấy phong thư mở thư ra xem lướt qua một cái một lúc sau hải kình bang bị tình nghi cướp bạc cứu tế thiên tai lục phiến môn phái một bổ đầu nhất phẩm bắt giữ quỳnh long sơn quỳnh long sơn không chống cự cả nhà bị bắt áp giải về kinh thành Trần Diệp nhìn nội dung trên thư, lẩm bẩm, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trong mắt lộ vẻ trầm tư. Thú vị! Trần Diệp khẽ cười thành tiếng, không ngờ đại minh ngoài ý muốn chặn lại, còn có loại tác dụng này. Vô hình trung coi như cứu hải kình bang. Hắn thuận tay đặt tờ giấy lên bàn, nhìn về phía tiểu liên. Ngươi muốn đi, tiểu liên khẽ gật đầu, trong mắt mang theo hy vọng. Trần Diệp mỉm cười, đi đi. Tiểu liên dùng sức gật đầu, đây là cơ hội tốt để giết quỳnh long sơn vừa hay nàng còn có thể chất vấn tiện phụ kia trước mặt quỳnh long sơn trong mắt tiểu liên lộ ra hận ý cùng sát ý khụ 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 cảm nhận được sát khí lạnh lẽo trần diệp ho khan vài tiếng thì tiểu liên mới hoàn hồn vội vàng thu liễm cảm xúc của bản thân làm sát thủ lâu ngày trên người khó tránh khỏi có sát khí trần diệp thản nhiên nói vẫn là câu nói đó trước khi động thủ phải suy nghĩ cho kỹ Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiểu Liên. Nếu ngươi không chắc chắn, không ngại xem lại một chút. Nghe Trần Diệp nói, Tiểu Liên gật đầu, cục mắt xuống, thần sắc phức tạp. Kinh Châu Phủ, Giang Lăng Thành, Duyệt Lai Khách Sạn. Đại Minh nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn chầm chầm vào tường, bỗng nhiên có một bàn tay vươn tới, túng lấy cổ áo Đại Minh. Ngươi còn muốn nằm đến bao giờ nữa, giọng Hùng Sơn có chút tức giận. Đại Minh vẻ mặt đờ đẫn nhìn Hùng Sơn, mắt không có chút sắc thái nào. Cái chết của Tú Tú đối với hắn là một cú sốc quá lớn, Đại Minh ngày đêm đốn củi suốt hơn 20 ngày, rồi lại đi bộ hơn 20 ngày, cuối cùng cũng đến được Giang Lăng Thành. Vốn tưởng rằng sẽ sớm gặp lại nữ tử trong mộng, nhưng nào ngờ lại nhận được tin Tú Tú đã chết. Lúc này, Đại Minh chỉ cảm thấy mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi, mệt hơn cả việc đốn củi. Hùng Sơn nhìn vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn của đại minh trong lòng có chút bực bội đường đường nam tử hán chỉ là chết một nữ nhân thôi mà có gì to tác đâu thiên hạ thiếu gì nữ nhân hà tất phải treo cổ trên một cái cây chứ hôm qua sau khi biết tin tú tú qua đời đại minh tâm tình tiếp động la hét muốn đi nhìn thi thể hùng sơn thì kiên quyết ngăn hắn lại làm sao nha môn có thể cho đại minh xem thi thể được còn về việc lẻn vào cả hai đều không biết khinh công làm sao có thể lẻn vào được. Sau khi được Hùng Sơn khuyên can, Đại Minh mới bình tĩnh lại chui vào phòng ngủ, nhìn chầm chầm vào tường, không ăn cơm, không ngủ, cả ngày đều là bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ thế này. Vốn dĩ Hùng Sơn rất ngưỡng mộ Đại Minh, nhưng giờ thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng lại rất bực bội. Tú Tú đã chết rồi, ngươi thì phải làm thế nào đây, ngươi cũng tự sát tuẩn tình sao? Hùng Sơn lạnh lùng hỏi. Đôi mắt đờ đẫn của Đại Minh có chút dao động, hắn cúi đầu, trong đầu theo bản năng hiện lên hình ảnh Trần Điệp. Nếu hắn chết, cha nhất định sẽ rất đau lòng nhỉ, Đại Minh nghĩ đến đây, nước mắt không khỏi tuôn ra từ khóe mắt. "Hùng huynh, ta, ta, ta chỉ là trong lòng khó chịu. Ta cảm thấy mệt mỏi, mệt hơn cả việc đốn củi." Đại Minh khóc nức nở. Lúc này hắn nào còn có dáng vẻ một điều chém chết cao thủ nhị phẩm trên sườn núi nữa nguyên hình cứ thế lộ ra, hình dáng khóc lóc này lại rất giống một đứa trẻ 12 tuổi. Thấy Đại Minh khóc nức nở, Hùng Sơn thở dài một hơi, lúc này hắn mới nhớ ra, Đại Minh chỉ mới 12 tuổi. Nhìn thân hình cao 1,8 mét, vạm vỡ rộng lớn của Đại Minh, Hùng Sơn thường quên mất tuổi thật của hắn. Hùng Sơn ôm Đại Minh, vỗ nhẹ vào vai, an ủi hắn. Chỉ là một nữ tử thôi, chết thì chết vậy, ngươi mới gặp nàng vài lần mà đã ra nông nổi này rồi đại minh ôm chầm lấy hùng sơn siết chặt hùng sơn trút bỏ cảm xúc trong lòng nước mắt lăn dài dính vào áo hùng sơn một lúc lâu sau khụ 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 hùng sơn an ủi vài câu rồi ho vài tiếng mặt đỏ bừng hắn vội vàng vỗ vai đại minh minh đệ buông ra không thở được đại minh nấc lên rồi buông tay ra hùng sơn liền vội vàng thở hổn hển sức mạnh của đại minh thật rất lớn vừa rồi khi hắn siết chặt mình hùng sơn đã suýt nghĩ rằng mình sẽ bị siết chết mất thở hổn hển vài hơi hùng sơn lại lau nước mắt trên mặt đại minh bất mãn nói ngồi nghe ra như vậy thì có tác dụng gì nếu ngươi không cam lòng vậy thì đi tìm tên lãng lý bạch điều đó để trả thù đi một nhát rìu của ngươi có thể chém chết cao thủ nhị phẩm tên lãng lý bạch điều đó có thể đỡ được ngươi sao nghe lời an ủi của hùng sơn đại minh lắc đầu khóc một trận rồi đại minh cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều hắn khàn khàn nói không hùng huynh lãng lý bạch điều trương thuận tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy kẻ đã giết tú tú là một người khác trong đôi mắt đỏ hoe của đại minh lóe lên một tia sáng sâu thẳm hùng sơn không hiểu bối rối hỏi sao lại nói như vậy khuôn mặt ngây thơ của đại minh lộ ra một nụ cười cay đắng bởi vì lãng lý bạch điều trương thuận hắn là huynh đệ của ta biệt danh này chỉ có ta cùng hắn mới hiểu ý nghĩa của nó trên mặt đại minh lộ ra vẻ sầu não. Trong dục anh đường có vô số sách, tùy ý bọn nhỏ xem, nhưng hai năm trước, cuốn truyện tranh, thủy hử, đã bị Trần Diệp thu hồi, không cho bọn trẻ xem nữa. Tôn thắng chính là do ảnh hưởng của thủy hử, mà bước chân vào con đường thảo khấu lục lâm, Trần Diệp không muốn đám trẻ khác cũng đi theo vết xe đổ. Vì vậy, trong dục anh đường, chỉ có Đại Minh cùng Tôn Thắng đã đọc, thủy hử, cùng biết ý nghĩa biệt danh của 108 vị anh hùng trên mặt hùng sơn lộ vẻ ngạc nhiên lãng lý bạch điều này là thủy phỉ trên hồ thái hồ đại minh chỉ là một người tiều phu làm sao hắn có thể nói hai người là huynh đệ được mặc dù trong lòng còn nghi ngờ nhưng hùng sơn cũng hiểu ý của đại minh hắn gật đầu cho nên người hiểu hắn biết hắn sẽ không làm chuyện như vậy đại minh nắm chặt hai tay dùng sức nhẹ gật đầu đúng vậy trên mặt hắn có thêm một chút mệt mỏi đại minh cũng đã nghĩ đến việc trả thù nhưng hắn biết tôn thắng sẽ không giết người bừa bãi hung thủ chắc chắn là một người khác hùng sơn ngồi bên cạnh cao mày suy nghĩ một lúc nhưng lại không nghĩ ra được gì hắn ngẩng đầu lên thấy ánh mắt đại minh đã không còn đờ đẫn thần thái cũng trở lại bình thường thì mới thở phào nhẹ nhõm hắn rất ngưỡng mộ đại minh sợ đại minh cứng đầu không ăn không uống học theo mấy tên văn nhân nghèo kiết xác chơi trò tủng tình bây giờ thấy đại minh khóc một trận đã trở lại bình thường hùng sơn cũng yên tâm cảm thấy khá hơn chút nào chưa hùng sơn ngữ khí ôn hòa đại minh gật đầu nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe nét mặt vẫn còn đờ đẫn cái chết của tú tú là một cú sốc lớn đối với hắn hắn không thể chấp nhận nhưng lại buộc phải chấp nhận hùng sơn dùng bàn tay to lớn của mình vỗ nhẹ vào vai đại minh vi huynh có việc quan trọng phải làm ngươi có đói không để vi huynh bảo tiểu nhị làm chút gì đó mang lên nhé đại minh lắc đầu được rồi minh đệ đợi ta một canh giờ khi ta quay lại sẽ mua ít thịt quay ngon chúng ta ăn một bữa nhé hùng sơn vỗ nhẹ vào vai đại minh an ủi hôm qua hắn đến giang lăng thành đáng lẽ phải làm việc đó trước nhưng hùng sơn lại lo lắng cho đại minh nên đã cố nán lại một ngày giờ thấy đại minh đỡ hơn rồi sẽ không làm chuyện dại dột như tự tử theo người yêu hùng sơn cũng nên đi làm việc của mình đại minh gật đầu cố gắng nở một nụ cười gượng gạo hùng huynh ngươi cứ đi làm việc đi đa tạ hùng sơn cười lớn cái này có đáng gì, hai ta cũng coi như tâm đầu ý hợp, nếu không có ngươi, vi huynh có lẽ cũng đã chết trên núi rồi. Nói xong, hắn cười lớn hai tiếng rồi cầm lấy chiếc nón trên bàn, đội lên đầu, sau đó đẩy cửa phòng, bước nhanh ra khỏi khách sạn. Đại Minh ngồi trên giường nhìn chầm chầm vào cửa phòng, một lúc lâu sau mới đưa tay vào ngực, lấy ra một chiếc túi gấm. Hắn mở túi gấm, lấy ra chiếc vòng cổ răng hổ. Ba chiếc răng hổ màu vàng nhạt, bên trên có khắc hoa văn, trơn nhẵn ấm áp nằm gọn trong tay. Bàn tay to lớn của Đại Minh nắm chặt chiếc vòng cổ, nắm rất chặt, rất chặt. Hùng Sơn đội nón bước nhanh trên đường. Lúc này Giang Lăng đã tạnh mưa, bầu trời trong xanh, mặt trời treo trên đỉnh đầu, nước mưa trên mặt đất bốc hơi, tạo cảm giác có hơi oi bức, trong không khí còn lẫn lộn đủ thứ mùi, mùi sau cơn mưa, mùi đất, mùi xác chết phân hủy. Tất cả hòa quyện vào nhau, rất khó ngửi. Hùng Sơn cao mày cùng bước nhanh hơn, đột nhiên hắn dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chầm chầm vào con đường lát đá xanh. Trên đường lát đá xanh, hơn 10 chiếc xe đẩy đang được đẩy đi. Đằng sau xe đẩy là một nam nhân trung niên mặc áo choàng thâm lam, xung quanh có vài quân sĩ. Hùng Sơn ngay lập tức nhận ra những chiếc xe đẩy đó là xe chở bạc cứu tế thiên tai. Mặt hắn lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hùng Sơn nhìn chầm chầm vào đám người đó, nhận thấy trên góc áo tất cả bọn họ đều có theo đồ án một chiếc lá. Ngọc Diệp Đường, là người của Ngọc Diệp Đường, Hùng Sơn bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ thân phận của những người này. Ngọc Diệp Đường là tổ chức sát thủ lớn nhất ở phía đông nam của triều đại đại vũ, nghe nói đứng phía sau là một vị tông sư, trên giang hồ cũng coi là thế lực nhất lưu. Hùng Sơn có chút không hiểu. Làm thế nào mà người của Ngọc Diệp Đường lại phát hiện ra bạc cứu tế thiên tai chứ? Hắn suy nghĩ một lúc, nhưng nghĩ mãi mà không rõ cùng không nghĩ thêm nữa nếu ngọc diệp đường đã giúp mang bạc cứu tế thiên tai đến đây thì có nghĩa là thế lực này không xấu hôm qua hùng sơn bận việc của đại minh nên quên báo cáo cho quan phủ bây giờ ngọc diệp đường đã ra tay rồi hùng sơn cũng không cần phải chạy thêm một chuyến nữa hùng sơn thu lại ánh mắt xác định phương hướng rồi chạy về phía nam dọc theo con phố dài chẳng mấy chốc hùng sơn rẽ vào một con hẻm nhỏ có phần đổ nát con hẻm dường như đã tồn tại từ lâu những phiến đá xanh lát trên mặt đất đã vỡ vụn bức tường gạch xanh ở hai bên con hẻm bị mưa gió tàn phá bề mặt gồ ghề để lộ vài mảng tường màu trắng xám những ngôi nhà ở hai bên thậm chí còn đổ nát hơn cánh cửa gỗ màu đỏ son cũng bị bong tróc sơn toàn bộ con hẻm đều lộ ra âm u đầy tử khí hùng sơn bước vào con hẻm hắn đếm số nhà đi hết con hẻm đến ngôi nhà thứ ba tính từ cuối hẻm thì dừng lại đưa nắm đấm to bằng bao cắt ra nhẹ nhàng gõ cửa gỗ cốc 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 trong viện truyền đến tiếng bước chân kéo dài két cánh cửa gỗ mở ra một ông lão mặc áo vải thô mở cửa lúc nhìn thấy hùng sơn một tia vui mừng chợt lóe lên trong mắt ông ta hùng sơn cũng gật đầu với ông ta ông lão cảnh giác nhìn xung quanh một vòng rồi mở cửa cho hùng sơn vào hùng sơn vừa tiến vào trong viện thì ông lão đã không người quỳ một gối xuống giọng khàn khàn nói thuộc hạ tham kiến lục vương tử thôi đứng dậy đi ở đây không có lục vương tử nào cả hùng sơn khẽ thở dài ánh mắt dừng lại trong viện khoảng viện nhỏ sạch sẽ gọn gàng ở góc có vài chậu hoa nhưng bên trong chậu lại không trồng hoa chỉ là chiếc chậu trống rỗng chậu hoa chất đống trong góc có vẻ hơi cô tịch hùng sơn đưa mắt nhìn khắp viện trong mắt ánh lên vẻ xa lạ cùng hoài niệm hắn mở rộng bước chân hướng đến chính phòng chính phòng cũng có vẻ cũ kỹ cửa gỗ màu sẫm trên đó có những lỗ thủng do côn trùng đục khoét hùng sơn đẩy cửa bước vào đại sảnh của chính phòng đại sảnh rất sạch sẽ mặt đất không một hạt bụi phía bắc có một chiếc bàn xung quanh có vài cái ghế tương đối hô hùng sơn thở dài nhìn cảnh tượng trước mắt trong mắt ánh lên một tia buồn bã ông lão kia thì theo sát phía sau hùng sơn dáng người lom không bước chân không nhanh nhưng rất vững vàng theo thuộc hạ điều tra năm đó lão phu nhân rời đại liêu trở về đại vũ chính là đã dừng chân ở đây đây là nhà tổ của lão phu nhân thuộc hạ cũng đã dò hỏi đám người hàng xóm xung quanh trước đây đúng là có một gia đình họ hùng từng sống ở đây mọi thứ đều khớp nghe báo cáo của ông lão trong lòng hùng sơn tràn ngập cảm xúc lẫn lộn hắn bước đến trước chiếc bàn trong đại sảnh đưa tay sờ lên mặt bàn bàn tay to rộng của Hùng Sơn xoa nhẹ chiếc bàn gỗ cũ kỹ, bề mặt bàn gỗ không còn nhẵn bóng, dưới tác động của thời gian đã trở nên thô ráp cũ kỹ. Hùng Sơn từ từ ngồi xuống chiếc ghế cũ, mắt nhìn khắp mọi thứ trong phòng. Thuộc hạ đã mua lại nơi ở này, dọn dẹp qua một lượt. Những vật dụng trước đây, thuộc hạ không vứt bỏ, đều giữ lại. Một số thứ hư hỏng không còn hình dạng, thuộc hạ đã để vào sương phòng. Ông lão long không lưng, ho khan vài tiếng hùng sơn nghe xong gật đầu thở dài ngươi vất vả rồi ông lão xúc động nói năm đó nếu không có lão phu nhân thì thuộc hạ đã chết rồi hiện tại điều duy nhất đáng tiếc là lão phu nhân trở về nhà cũ chỉ ở một thời gian rồi lại rời đi thuộc hạ đã hỏi đám người già xung quanh bọn họ cũng không biết lão phu nhân rốt cuộc đã đi đâu trên mặt ông lão lộ vẻ tiếc nuối hùng sơn nghe vậy mỉm cười nói đã đủ rồi mẫu thân có tính toán riêng của mình ngày sau có cơ hội ta sẽ đi tìm mẫu thân hùng sơn an ủi ông lão nhưng có vẻ như hắn đang tự an ủi mình thì đúng hơn ông lão im lặng gật đầu rồi cứ thế cả hai chìm vào im lặng hùng sơn ngồi một lúc thì đứng dậy bắt đầu đi dạo quanh nhà cũ của gia đình dùng đôi bàn tay rộng lớn của mình cẩn thận đo đạc từng nơi hắn đang cảm nhận cảm nhận nơi mẫu thân hắn từng sống Hùng Sơn bước đến sương phòng, đẩy cửa ra. Trên sàn phòng có vài chiếc trương, bên trong đựng những món đồ nhỏ đã hỏng, vừa bước vào, ánh mắt Hùng Sơn đã bị một vật trong trương thu hút. Đó là một chiếc trống lắc nhỏ. Khác với những chiếc trống lắc bán trên thị trường, mặt trống này được làm bằng da, có màu vàng nhạt, mấy viên đạn nhỏ gắn ở hai bên trống lắc đã rơi ra, chỉ còn lại hai sợi dây mảnh khô. Nhìn thấy chiếc trống lắc nhỏ này, Hùng Sơn bỗng thở gấp hắn bước nhanh đến lấy nó ra khỏi trương trong mắt hiện lên vẻ hồi tưởng chiếc trống lắc này là do mẫu thân làm cho hắn năm hùng sơn 4 tuổi mẫu thân hắn rời đại liêu mang theo chiếc trống lắc nhỏ này bà nói muốn về quê thăm người thân mẫu thân hắn là người đại vũ nhớ quê hương cũng là lẽ thường tình nhưng bà vừa đi liền biệt vô âm tính vô số đêm mộng mị hùng sơn đều mơ thấy mẫu thân nhưng theo thời gian trôi qua hình ảnh người mẫu thân trong mơ đã dần mờ nhạt. Hùng Sơn thở dài một tiếng, thoát khỏi hồi ức. Hắn đặt chiếc trống lắc xuống, trong mắt thêm một chút buồn bã, hơn 20 năm trôi qua rồi, không biết mẫu thân giờ ở nơi đâu, có được bình an không? Hùng Sơn lục lọi những món đồ nhỏ trong rương nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì trong ký ức nữa. Lão nhân đứng bên cạnh, lặng lẽ chờ đợi. Hùng Sơn tìm kiếm một lúc mới buồn bã từ bỏ, bước ra khỏi phòng bên, Đi dạo quanh nhà cũ của Hùng gia, trong lòng thêm một chút nặng nề. Hắn lại trở về đại sảnh ngồi trên chiếc ghế cũ. Ông lão bên cạnh lúc này mới lên tiếng, "Điện hạ, cuộc săn mùa hè trên thảo nguyên sắp bắt đầu rồi." Cuộc săn năm nay rất quan trọng, tất cả các vương tử ở bên ngoài đều phải trở về. Hùng Sơn gật đầu, "Việc này ta đã biết." Ông lão ngẩng đầu nhìn Hùng Sơn, hạ giọng nói, "Điện hạ, hoàng hậu nương nương nói ngài nhất định phải giành được vị trí đầu tiên trong cuộc săn này đại liêu sắp khai chiến với đại vũ đại vũ tân hoàng đăng cơ nhân tâm bất ổn lại đúng lúc xảy ra lũ lụt sau cuộc săn giữa năm chính là thời cơ tốt để tấn công nghe những lời của ông lão trong mắt hùng sơn lóe lên vẻ nghiêm túc cùng tự tin ta đã biết ông lão nghe ra tự tin trong giọng nói của hùng sơn trên mặt không khỏi nở nụ cười trong số các vương tử của đại liêu chỉ có lục vương tử là giống bệ hạ nhất tính tình cũng gần như giống hệt nhau mà trong số các vương tử bệ hạ yêu quý lục vương tử nhất sau khi lão phu nhân rời đi hoàng hậu nương nương dưới gối không con đã chủ động đưa lục vương tử đến bên cạnh coi như con ruột nhiều năm trôi qua tình mẫu tử sâu đậm ông lão có thể tưởng tượng sau này khi đại liêu đánh bại đại vũ người được chọn làm tân hoàng đế nhất định sẽ là lục vương tử bây giờ chỉ cần chờ chiến tranh bắt đầu lục vương tử lập được chút công lao quân sự ngôi vị thái tử sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Hùng Sơn không biết ông lão đang nghĩ gì, hắn nhìn chầm chầm xuống đất, trong lòng phiền muộn. Hắn đã tìm kiếm tung tích của mẫu thân mình ở Đại Vũ suốt nhiều năm, đồng thời cũng có hiểu biết sâu sắc về người dân Đại Vũ. Theo quan điểm của Hùng Sơn, người dân Đại Vũ không khác gì người dân Đại Liêu, chỉ là lối sống khác nhau, một bên sống bằng nghề trồng trọt, một bên sống bằng nghề chăn nuôi. Nếu truy tìm nguồn gốc thì cũng giống nhau, đều là để sống sót người dân của hai nước đều có những khó khăn riêng so sánh cả hai hùng sơn cảm thấy là nửa cân với tám lạng chiến tranh hùng sơn thở dài lúc hai nước giao chiến sẽ lại có không ít người chết hùng sơn thương dân chúng đại vũ trên người hắn chảy một nửa dòng máu đại vũ tương tự hắn cũng thương con dân đại liêu nhưng đứng ở lập trường quốc gia Hùng Sơn không thể tránh khỏi việc dẫn đầu kỵ binh tiến vào lãnh thổ đại vũ. Nghĩ đến những điều này trong lòng Hùng Sơn lại cảm thấy phiền muộn. Hắn đứng dậy khỏi ghế rồi vẫy tay với ông lão. Mục đích của chuyến đi này đã đạt được rồi, hắn cũng nên trở về khách sạn. Hùng Sơn bước vào phòng, lấy chiếc trống lắc bị hỏng rồi ra khỏi con hẻm, mua một ít thịt quay ở một cửa hàng ven đường, sách trên tay, đi về phía duyệt lai khách sạn. Kẻo kẹt cửa phòng truyền đến một tiếng vang nhỏ, bị người đẩy ra. Đại Minh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hùng Sơn loạn choạng bước vào, tay hắn xách hai vò rượu lớn, trên cánh tay treo hai túi thịt quay. Hùng Sơn vừa đi vừa dơ vò rượu trên tay phải lên, uống một ngụm lớn, rượu từ trong vò tuôn ra. Úp, ụp úp. Hùng Sơn nuốt từng ngụm lớn, vạt áo trước ngực ướt đẫm rượu. Hắn bước vào phòng, đặt hai vò rượu xuống, thở vào một hơi, mặt hơi đỏ nhìn Đại Minh. Minh đệ, Uống với vi huynh một chén đi. Ụp. Ụp. Khụ khụ khụ. Đại Minh đặt vò rượu xuống, ho khan dữ dội. Trong phòng ngủ, Đại Minh cùng Hùng Sơn ngồi bên bàn có bày hai túi giấy đựng thịt lợn quay, bên cạnh mỗi người đều là một vò rượu. Một mụn rượu trôi xuống, Đại Minh ho sặc sụa, mặt đỏ bừng. Thấy vậy, Hùng Sơn không nhịn được cười lớn, hắn đã uống hết nửa vò rượu, mặt có hơi đỏ, nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ. Ha 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 ha. Minh đệ, ngươi chưa uống rượu bao giờ à? Hùng Sơn treo chọc Đại Minh. Đại Minh thì nhìn chầm chầm vào vò rượu, thở dài, lẩm bẩm. Đây là rượu sao, không ngon như trong sách nói. Đại Minh đặt vò rượu lên bàn, trong mắt có chút thất vọng. Trong sách nói, rượu có thể giải sầu, nhưng tại sao khi vào miệng, nó lại có vị đắng như vậy chứ? Đại Minh cười khổ, chống hai tay lên bàn, học theo Hùng Sơn, dùng tay lấy vài miếng thịt lợn quay nhét vào miệng. Hùng Sơn dùng tay trái nâng vò rượu lên, uống một ngụm lớn, rượu tràn ra làm ướt đẫm cổ áo hắn. Phù! Hùng Sơn đặt vò rượu xuống, cười nói, Minh Đệ, ngươi mới uống một ngụm mà hiểu gì về rượu chứ, lại đây, uống thêm một ngụm nữa, rượu là thứ càng uống càng cảm nhận được cái hay của nó, Hùng Sơn khuyên Đại Minh. Đại Minh biểu lộ cô đơn, hắn vẫn còn chìm đắm trong cái chết của Tú Tú, khó lòng thoát ra được. Hắn nhìn chầm chầm vào vò rượu, im lặng một lúc lại cầm vò rượu lên, ngẩng đầu, rượu hơi đục rầu, chua chát chảy vào miệng Đại Minh. Lần này Đại Minh cố chịu đựng vị chua chát đó, mặc cho rượu chảy vào bụng. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm. Đại Minh một hơi uống hết nửa vò rượu. Lúc đặt vò rượu xuống, khuôn mặt thật thà đó đã đỏ bừng vì rượu. Ờ, Đại Minh ở một tiếng rõ to. Thấy vậy, Hùng Sơn không nhịn được cười lớn, khen ngợi, tốt, tửu lượng tốt. Đại Minh lắc đầu, cầm thịt lợn quay lên ăn ngấu nghiến. Lại đây. Minh đệ, cạn. Hùng Sơn cầm vò rượu lên, cũng ly với Đại Minh. Đại Minh cũng không từ chối, học theo dáng vẻ hào sản của Hùng Sơn, dơ cao vò rượu, mặc cho rượu làm ướt áo. Không lâu sau, hai vò rượu đã được Hùng Sơn cùng Đại Minh uống hết. Hùng Sơn cười lớn một tiếng, lão đảo bước ra khỏi phòng, đứng trước lan can tầng hai, hét xuống dưới. Tiểu nhị Mang thêm hai vò rượu lên đây, Đại Minh dựa vào bàn, hơi men bốc lên, gương mặt đỏ bừng. Hắn bỗng cảm thấy mình như đang bay bổng, phiền muộn trong lòng vơi đi không ít. He he he. Khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của Đại Minh lộ ra cười ngốc nghếch. Ha 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 ha. Đại Minh tức tiếng cười to, ánh mắt mông lung mang theo thô kịch. Hắn nhấc chiếc bình rượu rỗng bằng tay trái, cánh tay chấn động, vò rượu bay lên. Bốc đại minh một quyền đánh nát bình rượu nắm đấm xuyên qua bình rượu biến thành mảnh vụn đầy đất hùng sơn nghe thấy tiếng động trên mặt lộ ra nụ cười hắn biết tửu lượng của đại minh đã lên cao rồi minh đệ thế nào rượu này càng uống càng thấy ngon phải không trong lòng có thấy dễ chịu hơn chút không hùng sơn ngồi lại trên ghế chụp lấy một miếng thịt lợn quay bóng mở nhét vào miệng hắn vốn là người liêu tửu lượng rất tốt uống một vò rượu cũng như không có chuyện gì đại minh cười ngây ngô hai tiếng cũng chộp lấy thịt lợn quay nhét vào miệng, miệng lẩm bẩm, ngon, rượu này. Quả là thứ tốt. Đại Minh lẩm bẩm một mình, hắn cảm thấy bi thương, tức giận cùng nỗi đau trong lòng đã vơi đi phần lớn, nhưng lại có một luồng hào khí bay thẳng lên trời. Hắn không còn sợ hãi điều gì nữa, Hùng Sơn cười sảng khoái, gật đầu hài lòng, "Minh đệ, vi huynh thật sự là càng ngày càng yêu thích ngươi." Nói xong, biểu cảm của Hùng Sơn đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm Đại Minh. Minh đệ, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay hai chúng ta kết nghĩa huynh đệ được không? Hùng Sơn thực lòng yêu mến Đại Minh, đứa trẻ này tâm tính thuần khiết, trời sinh thần lực, sau này nếu cùng mình chinh chiến xa trường thì nhất định có thể lập nên công lao bất hủ, sau này, đánh bại Đại Vũ Triều rồi, đừng nói là con gái của Tri Phủ. Cho dù là tỷ muội của Hoàng đế thì cũng chỉ có thể làm thiếp thất của Đại Minh, ánh mắt Hùng Sơn nóng rực, dưới trợ giúp của men rượu, trong lòng càng là phóng khoáng vô cùng đại minh nghe vậy cười ngây ngô đứng dậy khỏi ghế nắm lấy tay hùng sơn hùng huynh ngươi không phải người xấu ta nguyện bái ngươi làm nghĩa huynh mặc dù mặt đại minh đã đỏ bừng vì rượu nhưng trong mắt hắn vẫn còn một chút tỉnh táo đây là quyết định hắn dùng lý trí đưa ra nghe được câu trả lời của đại minh hùng sơn cười lớn vỗ tay trái lên bàn bốt thịt lợn quay trên bàn bị chấn động lên một chút rồi lại rơi xuống bàn một cú này cũng khiến tiểu nhị mang rượu lên sợ hết hồn. Điếm tiểu nhị bưng rượu vào phòng, thấy mặt Đại Minh đỏ bừng thì trong mắt lóe lên e ngại, vội vàng đặt vò rượu xuống cạnh bàn, điếm tiểu nhị không quay đầu lại chạy mất dép. Hùng Sơn nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của điếm tiểu nhị thì bị chọc cười, cười lớn một tiếng. Trên mặt Đại Minh lộ ra một chút ấy nấy, hôm qua là hắn bốc đồng. Hai người lấy lại tinh thần. Hùng Sơn nhìn về phía Đại Minh, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn hắn nắm lấy tay đại minh vẻ mặt chân thành nói minh đệ vi huynh không muốn lừa ngươi ta là người liêu ta đến đại vũ là để điều tra một việc vi huynh mặc dù là người liêu nhưng trên đường đi chưa từng làm hại người vô tội nếu ngươi coi trọng vi huynh hai người chúng ta liền kết bái làm huynh đệ lúc nói những lời này trong lòng hùng sơn không khỏi căng thẳng nhìn chằm chằm vào mắt đại minh cố gắng nắm bắt cảm xúc trong mắt đại minh nghe xong đại minh gãi đầu trên mặt lộ ra nụ cười ngốc nghếch. Người liêu, sao nghe lại có chút quen quen, đại minh nhất thời không nhớ ra mình đã nghe ở đâu, mà hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, kéo Hùng Sơn lại trực tiếp quỳ xuống, giọng ồm ồm gọi một tiếng. Huynh trưởng, Hùng Sơn thấy trong mắt đại minh không hề do dự liền quỳ xuống thì trong lòng mừng rỡ, khuôn mặt thô kệch cũng lộ vẻ vui mừng, tay Hùng Sơn rung lên. Tốt! Tốt! Hùng Sơn vô cùng kích động, cũng vội vàng quỳ xuống đất. Minh đệ, ta hơn ngươi vài tuổi, Ngươi gọi ta là đại ca, ta gọi ngươi là minh đệ được không? Hùng Sơn xúc động hỏi. Đại ca, đại minh không nói nhiều, hắn dứt khoát gọi. Thấy đại minh có vẻ thật thà, Hùng Sơn cũng không nở giấu giếm nữa, nghiêm mặt, hạ giọng nói, được, minh đệ, chuyện đến nước này, ta cũng không giấu ngươi nữa. Huynh đài đừng nhầm, ta không mang họ Hùng. Hùng là họ mẫu thân ta, ta vốn họ gia luật, tên gia luật Sơn, họ gia luật này có chút đặc biệt ta không thể để lộ ra cho nên mới mượn họ mẫu thân để che giấu tên thật hùng sơn nghiêm nghị nói hắn là lục vương tử của đại liêu quốc thân phận cao quý nếu chuyện này bị bất kỳ ai ở đại vũ biết được e rằng hắn sẽ không thể sống sót trở về đại liêu đại minh cười gãi đầu ngốc nghếch nói ta tên là trần đại minh không có họ khác nghe câu trả lời này hùng sơn sửng người một chút rồi cười phá lên Ha 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 ha. Tốt, Hùng Sơn nghiêm mặt, chắp tay, Thương Thiên tại thượng, Hậu Thổ tại hạ, gia luật sơn ta cùng Trần Đại Minh kết nghĩa huynh đệ. Từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, lời thề này, trời đất chứng giám, nói xong, Hùng Sơn hướng mặt ra ngoài cửa sổ, quỳ lạy ba lần, Đại Minh cũng học theo hắn, lạy ba lạy. Hai người kết nghĩa xong liền cảm thấy mối quan hệ giữa cả hai đã gần gũi hơn rất nhiều. Minh đệ Hùng Sơn ôm lấy cánh tay Đại Minh, kéo hắn dậy khỏi mặt đất, giọng nói chân thành tha thiết. "Đại ca." Đại Minh cũng cười tươi, ngữ khí ngốc nghếch đáp lại, hai người nhìn nhau, bỗng nhiên cùng cười lớn. "Ha ha 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 ha." "Ha ha ha ha." Tiểu nhị dưới lầu khách sạn nghe tiếng cười trên lầu truyền đến thì nhịn không được mà liếc mắt. Đại Minh cùng Hùng Sơn mở niêm phong rượu, hai người xách vò rượu tiếp tục uống. "Minh đệ," rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào về tú tú cô nương kia? Hùng Sơn nuốt một ngụm rượu hỏi, có phải nhìn thấy nàng, trong lòng sẽ có một loại xúc động muốn ôm nàng, muốn cùng nàng. Hùng Sơn trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, ánh mắt lấp lánh. Đại Minh chưa từng trải đời, không hiểu biểu cảm của Hùng Sơn. Hắn lắc đầu, trên mặt đầy mờ mịt, tay trái đặt trên vò rượu, giọng điệu có chút chán nản lẩm bẩm, ta, ta không biết ta chỉ muốn ở bên nàng. Bất kể là làm gì, cho dù chỉ là trò chuyện, ngắm mây. Ta cũng đã mãn nguyện rồi. Còn về. Đại Minh mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, còn về ôm nàng, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong đầu Đại Minh theo bản năng hiện lên dung mạo của tú tú cô nương. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, ngay người nhìn chầm chầm mặt bàn như thể tú tú đang ở trước mắt. Nghe những lời của Đại Minh, Hùng Sơn hơi sững sờ, trong mắt lộ vẻ suy tư, ánh mắt nhìn Đại Minh bỗng nhiên có thêm một phần tôn trọng. Minh đệ, là Vi Huynh nghĩ bậy rồi. Vi Huynh tự phạt ba. Ba ngụm, Hùng Sơn vốn định nói ba chén, nhưng hai người uống rượu căn bản không dùng chén. Hắn xách vò rượu lên, uống một hơi ba ngụm lớn để tỏ ý xin lỗi. Đại Minh hoàng hồn lại, ảo ảnh trước mắt tan vỡ, trên mặt hắn lộ ra nụ cười khổ, không để ý khoát tay bây giờ Tú Tú đã chết rồi, nói những điều này còn có tác dụng gì nữa. Đại Minh sách vò rượu lên, tiếp tục uống rượu, chỉ có rượu mới có thể khiến hắn tạm thời quên đi những phiền não này. Hùng Sơn nhìn Đại Minh vẻ mặt buồn bực uống rượu như hũ chìm, suy nghĩ một lát, hắn trầm giọng nói, Minh đệ, ta thấy tâm trạng ngươi không tốt, ở lại Kinh Châu nữa cũng chỉ là tự tìm phiền não, chi bằng cùng Vi Huynh đi về phía Bắc, giải sầu một chút, thế nào, Hùng Sơn biết tính tình Đại Minh thuần khiết, cái chết của Tú Tú đối với hắn là một đả kích rất lớn. Trong thời gian ngắn, e rằng Đại Minh không thể nào thoát ra được. Khuôn mặt say đỏ của Đại Minh đầy mờ mịt. Xa không? Đại Minh khẽ hỏi. Hùng Sơn cầm thịt quay lên, nhai một ngụm lớn. Ra roi thúc ngựa, hơn tháng tháng là đến. Minh đệ, người lớn thế này rồi chưa từng thấy Thảo Nguyên đúng không? Ngươi cùng Vi Huynh đi về phía Bắc đi, ta sẽ tiếp đãi đệ bằng lễ nghi cao nhất. Phong cảnh Thảo Nguyên rất đẹp, đệ chỉ cần nhìn thấy một lần thì cả đời sẽ khó quên, vừa nói, ánh mắt hùng Sơn liền trở nên mơ màng, như thể đắm chìm vào hồi ức quá khứ. Gió nhẹ thổi qua, cỏ trên thảo nguyên nhẹ nhàng đung đưa, mặt đất giống như dâng lên một làn sóng xanh lục tươi mát, từng đàn trâu bò thông thả bước đi, nhà nhã kiếm ăn. Hùng Sơn kể cho Đại Minh nghe về phong cảnh Thảo Nguyên cùng những câu chuyện thú vị. Nghe Hùng Sơn kể, mắt Đại Minh cũng ánh lên vẻ khao khát. Minh Đệ, thế nào, Vi huynh ở Kinh Châu có thể kiếm được ngựa nhanh, không bao lâu là có thể đi về phía Bắc rồi. Hùng Sơn nói giọng ồm ồm, nhưng Đại Minh lại lắc đầu, xa quá. Ta rất muốn đi, nhưng chuyện này ta phải về nhà bàn bạc với cha ta. Hơn nữa, trong đầu Đại Minh chợt hiện lên dáng vẻ dịu dàng hiền thục của Trương Nguyễn Nhi. Ta cũng phải xin lỗi Nguyễn Nhi. Không biết vì lý do gì, Đại Minh hiện tại rất tỉnh táo, trong lòng rất tỉnh táo, hắn chợt nhớ ra, lần này mình rời nhà thậm chí còn không nói với uyển nhi một tiếng dù sao đi nữa hắn cũng coi như là vị hôn phu trên danh nghĩa của uyển nhi đôi mắt đại minh lộ vẻ mờ mịt không biết có phải do tác dụng của rượu hay không hắn cảm thấy bây giờ mình rất tỉnh táo những điều trước đây mơ hồ không hiểu bây giờ đều đã hiểu hùng sơn nghe thấy cái tên uyển nhi thì sững sờ uyển nhi là ai đại minh kể lại lai lịch của uyển nhi cũng nhớ đến dịu dàng hiền thục của uyển nhi trong lời nói vô thức thêm vài lời khen ngợi. Nghe xong, biểu cảm của Hùng Sơn hơi sững sờ, sắc mặt kỳ quái. Hắn há miệng nhưng muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau, Hùng Sơn thở dài, "Minh đệ, ngươi thật là một người kỳ lạ." Bây giờ Hùng Sơn cũng không biết nên đánh giá Đại Minh như thế nào nữa. Đại Minh cười khổ, uống một ngụm rượu, mặc dù men rượu dâng lên nhưng ánh mắt hắn càng sáng hơn. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao khi rời nhà, Trần Diệp lại hỏi mình cảm thấy tú tú thế nào, cảm thấy uyển nhi thế nào. Đại Minh bây giờ đã hiểu ý của Trần Diệp, hắn rất thích tú tú, muốn ở bên cạnh nàng ấy. Có điều, Đại Minh cũng mang trên mình trách nhiệm, hắn cùng uyển nhi đã có hôn ước. Đại Minh uống một ngụm rượu, trong lòng đau đớn nhưng đầu óc ngày càng tỉnh táo. Hắn chợt nhận ra, mình làm như vậy, đối với uyển nhi thật không công bằng. Ừng ực ừng ực, ực, Đại Minh tâm tình có chút phiền muộn, hắn nhấc vò rượu lên rót vào miệng. Hùng Sơn nhìn chầm chầm Đại Minh, cao mày. Nữ nhi tiều phu. Vị hôn thê. Nếu trên người đã có hôn ước, vậy dĩ nhiên không thể phụ người ta. Có điều, nếu ngày sau Đại Minh theo mình chinh chiến xa trường thì thân phận này e rằng không đủ. Một tia sáng lóe lên trong mắt Hùng Sơn. Minh đệ. Chi bằng ta cùng ngươi trở về, chờ bái biệt bá phụ, được cho phép, huynh đệ hai ta lại đi về phía bắc. Thời gian cũng kịp đại minh khựng lại động tác uống rượu trên mặt lộ ra nụ cười như vậy cũng tốt vừa nghe hùng sơn miêu tả trong lòng hắn cũng dâng lên một chút khao khát đối với thảo nguyên thấy đại minh đồng ý hùng sơn khẽ mỉm cười trong mắt lóe lên một ti tinh quang nếu trương nguyễn nghi này thật như lời đại minh nói là một nữ tử hiền lành vậy mình nhận nàng làm nghĩa muội ngày sau vinh đăng đại thống muội muội của đại liêu quốc chủ chính là thân phận công chúa đến lúc đó Đại Minh cũng không cần phiền não về khoảng cách thân phận của hai người nữa. Hùng Sơn ánh mắt có thần nhìn Đại Minh, trong lòng suy nghĩ. Đại Minh thì uống rượu, lòng buồn bã. Hắn không biết rằng chỉ vài câu nói ngắn ngủi mà người đại ca tốt này của hắn đã nghĩ kỹ hết mọi chuyện phía sau rồi. Tinh Châu, Vũ Sương Phủ Trong một tòa dinh thự nào đó Rắc Một tiếng giòn tan Chiếc tách trà trong tay vạn thanh bị hắn bóp nát, tách trà bằng sứ vỡ thành bốn mảnh, mảnh vỡ sắc bén, nước trà chảy dọc theo lòng bàn tay, nhỏ dọc xuống đất. đôi tay trắng như ngọc của Vạn Thanh thì vẫn nắm chặt lấy tách trà, bã trà trong tách cũng bị bóp thành một cục. mảnh vỡ sắc bén của tách trà đâm vào tay, nhưng hắn lại không hề hấn gì, mảnh vỡ sắc nhọn đó không tạo ra bất kỳ vết thương nào cả. két. khuôn mặt tuấn tú của Vạn Thanh giờ biểu cảm dữ tợn, răng nghiến chặt, mảnh vỡ của tách trà trong tay hắn đột nhiên bị hắn bóp nát thành bột bột mịn trộn lẫn với bã trà, cứ thế bị bóp thành một cục. Trước mặt vạn thanh là một võ giả đang quỳ một gối. Bọn chúng điên rồi sao, giữa ban ngày ban mặt lại dám ám sát bố chính sứ một tỉnh, đồ điên, hai người bọn chúng chính là đồ điên, vạn thanh chửi ầm lên, gân xanh trên trán giật giật, biểu cảm vô cùng dữ tợn. Hắn dùng sức vung tay, mảnh vỡ cốc trà cùng lá trà vón cục trong tay đánh xuống đất, tạo thành một cái hố nhỏ. Vạn thanh sắc mặt âm trầm, đi tới đi lui trong phòng. Sự ôn hòa nho nhã quý phái mà hắn thường ngày thể hiện ra giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Vạn Thanh hiện tại hung bạo như một con thú hoang điên cuồng. Tên võ giả báo tin quỳ trên mặt đất, đợi Vạn Thanh bình tĩnh lại một chút mới tiếp tục nói, theo tin tức, bạc cứu tế thiên tai cũng đã bị mất. Người của Ngọc Diệp Đường không biết từ đâu đã tìm được bạc cứu tế, đã đưa đến Kinh Châu rồi. Nghe tin tình báo mà tên võ giả nói, vạn thanh suýt chút nữa phun ra một nguồn máu. Phế vật, đều là phế vật, vạn thanh nghiến răng, ánh mắt phẫn nộ. Hai kế hoạch trong giáo đều thất bại rồi, sao có thể như vậy được, vạn thanh trong lòng phẫn hận, thực không thể hiểu được, kế hoạch vốn dĩ vạn vô nhất thất, đã chi tiết đến từng khâu, tại sao vẫn thất bại, trương mộ tường thì có thể nói là gặp phải hai tên điên. Vậy sao chỗ bạc cứu tế thiên tai lại còn có thể xảy ra sai sót chứ? Trong lòng vạn thanh dâng lên cảm giác thất bại nồng đậm hai kế hoạch này vốn dĩ phải vạn vô nhất thất mới đúng tại sao lại thất bại tại sao a à, vạn thanh ngửa mặt lên trời gào thét mắt đỏ ngầu như một con thú bị thương hắn thực không thể hiểu được tên võ giả quỳ một gối không nói gì hắn đang chờ đợi vạn thanh hạ lệnh vạn thanh gào thét vài tiếng rồi tâm trạng mới bình phục trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng bảo người trong giáo tăng tốc tiến độ triều đình trong vòng ba ngày sẽ có thể phản ứng lại có thể điểm hóa bao nhiêu ngu dân thì cứ điểm hóa bấy nhiêu ngu dân tên võ giả quỳ một gối dùng sức cực đầu vâng vạn thanh mặt mày âm trầm phất tay ra hiệu cho hắn đi ra ngoài nhận được mệnh lệnh tên võ giả đứng dậy chắp tay cáo lui tên võ giả đó đi ra khỏi phòng đóng cửa lại gió ẩm ướt xe lạnh thổi qua người đó ngẩng đầu lên một chút lộ ra khuôn mặt của hắn là một khuôn mặt rất bình thường nhưng ở vị trí mắt trái của lại đeo một miếng che mắt vương triều đại vũ vùng ven sông phía đông nam trong một căn nhà đổ nát bên trong đã chật ních một nhóm nạn dân khốn khổ quần áo rách rưới đầu tóc bù xù những nạn dân này tụ tập thành một vòng tròn vẻ mặt thẫn thờ nhìn vào một ông lão đang đi đi lại lại ở giữa đám đông ông lão cũng mặc một bộ quần áo rách rưới nhưng sắc mặt hồng hào không giống như nạn dân sa sút xung quanh ông lão bước hai bước trong vòng tròn của đám đông thanh âm kích động giơ cao hai tay chư vị trận lũ lụt này tuy đã cuốn trôi ruộng vườn nhà cửa của chúng ta nhưng đây cũng là một điều tốt một điều tốt vô cùng tốt ông lão vung tay hô to giọng điệu đầy phấn khích chư vị chúng ta đều là những người đáng thương đã trải qua khổ nạn nhưng thế đạo này thật vô tình triều đình cũng không quan tâm đến sống chết của chúng ta vừa nói ông lão vừa lấy từ trong ngực ra một bức tượng bức tượng chỉ nhỏ bằng bàn tay khắc họa một nữ tử nàng mặc một bộ váy áo mỏng manh tay áo tung bay để lộ một nửa ngực vẻ mặt hiền từ dưới chân nữ tử là một bông hoa sen đang nở rộ nàng đứng trên đó một thân khí chất thoát tục bức tượng được khắc rất tỉ mỉ thể hiện rõ vẻ mặt hiền từ của nữ tử quần áo ngực hoa sen cùng các bộ phận khác đều được khắc họa chi tiết đến từng chi tiết nhỏ mặc dù chỉ nhỏ bằng bàn tay nhưng các chi tiết vẫn cho thấy tay nghề của người thợ thủ công ông lão cung kính đặt bức tượng lên chiếc bàn gỗ trong căn nhà đổ nát ánh mắt của những nạn dân xung quanh di chuyển theo trong mắt đầy hoang mang ông lão cẩn thận cung kính quỳ xuống đất cúi lậy hai lần sau khi cúi lậy bức tượng ông lão xúc động nói chư vị thiên địa bất nhân triều đình bất nhân nhưng có một đấng trên thế gian này thấu hiểu nỗi khổ đau của chúng ta ông lão lại cung kính nhìn bức tượng ánh mắt cuồng nhiệt vô tâm nương nương chỉ có vô tâm nương nương mới thấu hiểu những khổ đau của chúng ta ông lão vung tay hô to vô tâm nương nương mới là vị thần duy nhất sẽ giúp đỡ chúng ta lại đây mọi người hãy cùng ta quỳ lạy vô tâm nương nương chúng ta sẽ được nương nương che chở kiếp sau chúng ta sẽ không còn phải chịu đựng những khổ đau này nữa hoàn toàn siêu thoát trở thành thần dân của vô tâm nương nương ông lão cảm xúc kích động trong miệng không ngừng hô to một số nạn dân xung quanh có ít người ánh mắt cuồng nhiệt cũng hô to theo rồi quỳ lạy bức tượng bọn họ kéo những nạn dân xung quanh không ngừng thuyết phục cùng tham gia thờ cúng vô tâm nương nương dần dần những nạn dân có đôi mắt vô hồn biểu cảm đờ đẫn bị đám người xung quanh lôi kéo cũng bắt đầu quỳ lạy nhìn thấy cảnh này ông lão càng thêm phấn khích miệng không ngừng nhắc đến vô tâm nương nương trong căn nhà đổ nát bầu không khí quỷ dị lại cuồng nhiệt ngập tràn Đột nhiên. Ầm. Một tiếng nổ lớn, cánh cửa của căn nhà đổ nát bị người từ bên ngoài đá văng ra, xoay hai vòng trên không trung rồi rơi xuống đất. Vài võ giả giang hồ mặc áo ngắn màu vàng bước vào, nhìn quanh căn nhà. Sau khi nhìn thấy bức tượng trên bàn, mắt bọn họ đều trở nên kinh hỉ cùng hưng phấn. Quá tốt rồi. Tìm thấy rồi. Ha ha ha. Ta biết sẽ ở đây mà, vài võ giả giang hồ cười lớn vẻ mặt kích động, không khác gì ông lão đang truyền giáo. Nhìn thấy đám võ giả giang hồ đột ngột xông vào, ông lão sững sờ, bởi vì ông ta không có sắp xếp thêm tín đồ nào cả, đám người này là từ đâu đến, trong khi ông lão đang suy nghĩ thì một võ giả giang hồ bước nhanh về phía trước, rút thanh đao bên hông ra. Xoẹt! Một tiếng, ánh đao lóe lên, trên cổ ông lão xuất hiện vết máu. Ông lão truyền giáo vẻ mặt hoang mang, lùi lại hai bước, cơ thể va vào chiếc bàn gỗ bức tượng vô tâm nương nương bị hắn va vào liền ngã đổ xuống đất. Rầm, một tiếng, vỡ tan thành từng mảnh. Trong mắt ông lão ánh lên vẻ mờ mịt cùng khó hiểu, ông ta sờ lên cổ mình, đầu ngón tay cảm nhận được một mảng ấm nóng, còn hơi dính, đưa tay lên liền thấy một màu đỏ chói mắt. Khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt ông lão hiện lên kinh hãi, cứ thế ngã xuống đất, không còn chút sinh khí. Chứng kiến cảnh này, đám nạn dân xung quanh có chút ngơ ngác, trong mắt tràn đầy hoang mang, không hiểu chuyện gì đã xảy ra tên võ giả đã cắt cổ ông lão nhanh chóng bước tới vén áo làm lộ lưng ông lão ra gầy gò cùng vàng vọt trên lưng có một hình xăm hoa sen hoa sen sống động như thật nở ra hai cánh nhìn thấy dấu hiệu hoa sen tên võ giả đó cười lớn tốt hoa sen hai cánh tên này có địa vị không thấp trong giáo đâu mấy tên giang hồ còn lại cười thảy vài tiếng rút đao ra mỗi tên canh giữ một cửa sổ hoặc cửa ra vào ánh mắt băng lãnh nhìn nạn dân trong phòng những nạn dân vừa lôi kéo người khác quỳ lạy thấy ông lão bị giết thì tất cả đều gầm lên một tiếng, mắt đỏ ngầu, nhào về phía những tên võ giả giang hồ xung quanh. Thấy tín đồ ma giáo lao tới, đám giang hồ này cười khẩy một tiếng. Bọn hắn mỗi người tay cầm binh khí, mấy đao hạ xuống liền chặt mấy tín đồ kia thành vài đoạn. Chân cục tay đứt rơi lả tả trên đất. Trong căn phòng đổ nát tràn ngập mùi máu tươi. Nhóm nạn dân nhìn mà hoảng sợ bọn họ co rúng lại với nhau, sợ mình cũng sẽ bị giết. Đám người này liếc nhìn đám đông vài lần, sau đó cất binh khí đi rồi giật áo những tín đồ ma giáo đó xuống. Những tín đồ ma giáo lẫn trong đám nạn dân chỉ mới kịp xăm cuốn hoa sen trên lưng, chưa kịp xăm lá sen. Các võ nhân giang hồ liền dùng dao nhỏ cắt phần da sau lưng hắn. Nhìn thủ pháp của bọn họ rất thành thạo, hiển nhiên là không ít lần làm việc này rồi. Cắt da xong, các võ nhân giang hồ nghênh ngang rời đi ha ha bảy người đấy lần này lại có bảy tên tín đồ ma giáo có thể miễn bảy lần phí thủ tục rồi không tồi không tồi nhiệm vụ lần này của ngọc diệp đường thật sự là đơn giản mà giết một tên ma giáo là có thể miễn một lần phí thủ tục thật sự là quá kiếm lời rồi trong căn khốn kiếp đến muộn một bước rồi đi mau đi mau không thiếu nhà đổ nát không người ta biết gần đây còn có một cái đi 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 chạy cả buổi mà chỉ giết được ba tên yêu nhân ma giáo quá chậm rồi các võ nhân giang hồ la hét không quay đầu lại cứ thế rời đi chỉ còn lại nhóm nạn dân trong nhà nhìn nhau rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra thế nhóm nạn dân vẻ mặt hoang mang trong một thành trì ven sông nào đó trước cửa một cửa hàng vài võ nhân giang hồ bước vào bọn họ đều mang đao kiếm trên người tỏa ra một cổ sát khí những người dân xung quanh đi qua đều tránh xa họ ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Dưới biển hiệu của một cửa hàng có treo một miếng phỉ thúy ngọc diệp nhỏ bằng bàn tay. Đây là chi nhánh của Ngọc Diệp Đường, vài võ nhân giang hồ vào cửa hàng đi thẳng đến hậu thất, lấy ra một miếng vải đỏ từ trong ngực, trong vải đỏ bọc một miếng da người đẫm máu, trên da có hình một bông hoa sen. Trong hậu thất có một ông lão đang ngồi, ông ta nhận lấy miếng da kiểm tra một chút rồi tiện tay ném vào chiếc hòm bên cạnh, mà trong hòm đó đã có nửa thùng da người sau đó mặt không cảm xúc lấy ra vài miếng sắt hình lá đặc biệt từ chiếc hòm bên cạnh. Vài võ nhân giang hồ nhìn thấy những miếng sắt hình lá này, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, có những miếng sắt hình lá này thì bọn họ có thể miễn phí thủ tục một nhiệm vụ của Ngọc Diệp Đường rồi, một miếng sắt hình lá này tương đương với vài lượng bạc. Các võ nhân giang hồ cất kỹ những miếng sắt hình lá, không ngừng nghỉ rời khỏi chi nhánh Ngọc Diệp Đường, tiếp tục truy tìm tung tích của tín đồ ma giáo. Cảnh tượng này xảy ra ở khắp nơi vùng ven biển Đông Nam, tất cả bách tính đều chú ý tới trên đường có thêm rất nhiều võ nhân giang hồ, bọn họ như đang tìm kiếm thứ gì đó, ánh mắt băng lạnh sắc bén, trên thân mang theo sát khí. Dục anh đường Trần Diệp ngồi tại trên ghế nằm, tâm niệm vừa động đóng lại giao diện hệ thống. Tai ương lao ngục Để hắn chịu chút khổ cũng tốt. Trần Diệp lẩm bẩm một tiếng, lại đưa mắt nhìn lên trời xanh trong vắt, sau đó đứng dậy khỏi ghế tựa, vận động tay chân. Hơn hai năm chưa ra tay rồi, cũng nên hoạt động một chút. Trần Diệp đứng thẳng người, mặt mày túng tú, ánh mắt sâu thẳm tĩnh lặng, hắn vẫn còn khá nhớ những cuộc bợp tháng rong rủi giang hồ. Trần Diệp nhìn lên bầu trời trong xanh, trong lòng có chút cảm khái. Tiểu Nghị Tiểu Nghị Huynh mau nhìn xem, ta tìm thấy gì này, trong viện, vang lên một giọng nói trong trẻo. Trần Diệp quay đầu nhìn lại, thấy một nữ hài khoảng 10 tuổi tay cầm một bông hoa màu vàng nhỏ, chạy đến bên cạnh một nam hài. Nữ hài rất cao, hơn hẳn đám trẻ cùng tuổi, trên mặt có tà nhang, khuôn mặt tròn trịa, cười rất vui vẻ. Nam hài chỉ khoảng 8-9 tuổi, sắc mặt có chút xanh sao bệnh tật, thân hình gầy yếu, nhưng tướng mạo cũng coi như đoan chính. Nam hài đang ngồi sổn trên mặt đất, trước mặt là một chậu hoa, bên trong trồng một cây hoa mẫu đơn màu đỏ đang nở rộ, mà cạnh hắn là một chiếc bát nhỏ, bên trong đựng nước sạch. Nam hài đang cẩn thận chăm sóc cây mẫu đơn, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy bông hoa mà nữ hài đang cầm thì liền lộ ra một nụ cười nhạt đây là hoa bồ công anh tiểu ngũ muội lấy ở đâu vậy nghe thấy nam hài gọi mình là tiểu ngũ nữ hài phồng má lên có chút không vui nói ta tên là trần oánh huynh hoặc gọi ta là tiểu oánh hoặc gọi ta là a oánh đừng gọi ta là tiểu ngũ nữa ta cũng không gọi huynh là tiểu lục mà gọi là tiểu nghị huynh cũng không được gọi ta là tiểu ngũ trần oánh có chút không vui nói Trần Nghị ngồi xổm dưới đất nghe vậy thì nhún vai, cười hai tiếng. Không phải đều giống nhau sao? Qua năm mới, Trần Diệp đã đặt tên cho mấy đứa trẻ lớn hơn một chút, Tiểu Ngũ là nữ hài, tên là Trần Oánh, Tiểu Lục là nam hài, tên là Trần Nghị. Tất nhiên là không giống nhau rồi, Trần Oánh ngồi xổm bên cạnh Trần Nghị, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bông hoa bồ công anh đó, ánh mắt sáng ngời nhìn chầm chầm vào bông hoa mẫu đơn đỏ tươi trong chậu hoa, lại nhìn bông hoa bồ công anh màu vàng trên tay mình, có chút lo lắng hỏi này tiểu nghị bông hoa này còn có thể trồng sống không trần nghị nhìn bông hoa trong tay trần oánh lắc đầu muội đã ngắt cả cuốn rồi không thể sống được nữa hơn nữa hoa bồ công anh dù có trồng sống lại thì không bao lâu nữa nó cũng sẽ chỉ còn lại một cành trơ trụi thôi nghe câu trả lời của trần nghị khuôn mặt nhỏ nhắn của trần oánh lộ vẻ thất vọng vậy à nữ hài phòng má có chút buồn bực nói ta còn tưởng có thể trồng sống lại chứ Trần Nghị mỉm cười, không nói gì, yên lặng chăm sóc hoa mẫu đơn. Trên người hắn mang theo một cổ trưởng thành cùng điềm đạm vượt xa so với đám nhỏ cùng tuổi. Hai năm trước, tống bộ đầu ở Nha Môn đã phát hiện ra hắn trên đường phố, lúc đó Trần Nghị đang sốt, mặt mày tái mét nằm bên đường, thoi thóp. Tống bộ đầu không đành lòng nhìn một đứa trẻ trạc tuổi con mình chết vì bệnh tật nên đã tự bỏ tiền túi, bốc vài thang thuốc, gửi đến dục anh đường, từ đó Trần Nghị ở lại dục anh đường. Lúc mới đến, Đứa trẻ này im lặng ít nói, không thích nói chuyện, hắn còn nhỏ tuổi, cũng không có nhiều chuyện để nói với Đại Minh cùng Tôn Thắng. Lúc đó, nữ hài tiểu ngũ hoặc bác nhiệt tình mà Trần Diệp mới nhận nuôi ngày nào cũng lôi Trần Nghị nói chuyện. Cứ thế, hai người trở nên thân thiết nhất giờ lại càng không thể tách rời. Nhìn hai đứa trẻ ngồi sổn dưới đất, chăm sóc chậu hoa, Trần Diệp nở một nụ cười nhạt, theo một nghĩa nào đó, đây cũng coi như là thanh mai trúc mã, hai tiểu vô tư nhỉ, trần diệp nhìn trần nghị đang cẩn thận chăm sóc hoa mẫu đơn ánh mắt lộ vẻ trầm tư đứa trẻ này tính tình điềm đạm thích tỉnh không thích động thích nghịch hoa cỏ mỗi lần trần diệp dạy học hắn đều hỏi những vấn đề liên quan đến thảo dược y học đợi hắn lớn thêm chút nữa thì có thể cho hắn bái sư ở y quán dư hàng sau này là một lan trung cứu người cũng không tệ hơn nữa kết hợp với thuộc tính đó sau này nói không chừng cũng có thể có chút thành tựu trần diệp lại đưa mắt nhìn trần oánh Tính cách của Trần Oánh hoàn toàn trái ngược với Trần Nghị, thích động không thích tỉnh, cũng khá phù hợp với thuộc tính đó. Lát sau, Trần Diệp mở bản đồ hệ thống, kiểm tra vị trí của ba đứa trẻ kia. Đại Minh vẫn ở Giang Lăng Thành Kinh Châu, Tôn Thắng thì rời Vũ Sương Phủ, chậm rãi di chuyển về phía Bắc. Xem hướng là muốn đến Biện Lương. Điểm đỏ đại diện cho Tiểu Liên thì dừng lại không di chuyển, xem vị trí là ở Kim Hoa Phủ, Chiết Giang. Chiết Giang, Kim Hoa Phủ. Mưa tạnh, trời quang, đường lớn hơi lầy lội. Kẻo kẹt. Kẻo kẹt. Vài chiếc xe ngựa chạy trên đường, từ xa đã nghe thấy tiếng bánh xe, nhìn theo tiếng động thì có một đoàn xe không nhanh không chậm đi trên đường. Đoàn xe có tổng cộng 4 chiếc, 4 chiếc xe ngựa này khác với xe ngựa thông thường, phía sau ngựa kéo là lồng gỗ, 4 chiếc xe ngựa tổng cộng giam giữ hơn 10 người. Đám người bên trong đều mặc áo tù trắng, tay bị trói bằng xích xung quanh xe ngựa còn có vài con khoái mã. Mà trên lưng ngựa là những bộ khoái lục phiến môn mặt cẩm y hắc sắc, bên hông đeo chủy thủ kim sắc. Còn phía cuối đoàn xe, trong một xe tù giam riêng là một nam nhân trung niên vạm vỡ, xương bả vai của hắn bị xích sắt xuyên thủng, tóc tai bù xù, đôi mắt uy nghiêm lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bên cạnh nam nhân có một con ngựa trắng, mà trên lưng ngựa là một bộ khoái, khuôn mặt dài như ngựa, nước da vàng vọt, khoanh tay trước ngực, cúi đầu, có vẻ như đã ngủ say rồi. Vị bộ khoái này là một trong ba đại danh bộ của lục phiến môn, được mệnh danh là Phi Hoàng Tác Mệnh, Lỗ Nặc. Binh khí hắn sử dụng rất hiếm thấy, là một vòng sách tinh xảo to bằng miệng bát. Người ta nói rằng hắn ra tay rất nhanh, mỗi lần vòng sách được phóng ra thì sẽ có một người mất mạng vì vòng sách chỉ đánh vào chỗ hiểm, chúng là chết. Trên giang hồ hung danh hiển hách, bọn đạo tặc ở Thái Hành Sơn sợ nhất là gặp phải bộ khoái lỗ nặc trong ba đại danh bộ của lục phiến môn so với thiết thương mộ dung long uyên cùng kim hoàng đao lô chính dương thì danh tiếng của lỗ nặc còn lớn hơn giang hồ đồn đại lỗ nặc ra tay là có người chết nhưng cũng may lỗ nặc rất ít khi ra tay hắn không thích giết người bởi vì phí tổn tinh thiết hoàng rất đắt nương nương tay ta đau quá một giọng nói trẻ con trong xe ngựa phía trước truyền ra lỗ nặc đang ôm cánh tay ngủ say tay lỗ tai khẽ động hắn ngáp một cái, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, mơ mà nhìn về phía trước. Trong chiếc xe tù đầu tiên có một Mỹ phụ nhân ngoài 30 tuổi, phong thái thước tha, dáng người linh lung. Bên cạnh nàng là một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi, thân hình mập mạp khuôn mặt mũm mĩm, đôi mắt bị thịt trên mặt che khuất chỉ còn thấy một đường hẹp dài nhỏ. Nghe thấy lời của đứa trẻ, nữ tử liền nhìn vào cổ tay đứa trẻ, làn da non nớt trên cổ tay đã bị còng sắt làm trầy xước. Khuôn mặt nàng lộ rõ vẻ đau lòng nữ tử nhìn viên bộ khoái lục phiến môn đang đi theo bên ngoài lồng giam nhẹ nhàng nói vị bộ gia này đứa trẻ còn nhỏ có thể tháo còng tay của nó ra không tên bộ khoái im lặng không nói lời nào thậm chí còn không thèm nhìn nữ tử khuôn mặt lạnh tanh ánh mắt liên tục đảo qua xung quanh cảnh giác kẻ thù có thể xuất hiện thấy bộ khoái không để ý đến mình nữ tử cắn môi cúi đầu xuống dỗ dành đứa trẻ tiểu kiệt con ráng nhịn thêm chút nữa nhé Nghe thấy lời này, đứa trẻ ủy khuất khóc quà lên. Không muốn, ta không muốn, thật rất đau đó, nương. Cha không phải là đại anh hùng sao? Tại sao chúng ta lại bị bắt đi, oa 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 oa? Đứa trẻ oà khóc, mấy ngày nay nó bị nhốt trong lòng, chẳng làm được gì, cơm ăn cũng khó nuốt. Là tiểu nhi tử của bang chủ hải kình bang, từ nhỏ đến lớn được ăn sung mặt sướng, làm sao mà chịu được khổ sở này chứ? Bây giờ vừa khóc lên, liền không thể kìm nén được trên cả đường lớn đều vang vọng tiếng khóc to của đứa trẻ lỗ nặc đi phía sau đoàn xe nghe thấy tiếng khóc trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nhưng chưa kịp để hắn mở miệng nói gì thì tù nhân quỳnh long sơn trong lòng bên cạnh đã quát lớn nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì không được khóc đừng làm mất mặt quỳnh gia ta nghe tiếng quát của quỳnh long sơn đứa trẻ giật nảy mình cắn môi trong mắt lộ vẻ sợ hãi từ nhỏ đến lớn người nó sợ nhất là cha phụ nhân thấy nhi tử mình vừa muốn khóc lại không dám khóc, trong lòng không khỏi tức giận. Nàng có chút quán trách nhìn Quỳnh Long Sơn, giọng nói không vui, tiểu kiệt trên đường đã chịu nhiều uất ức như vậy, ngay cả khóc cũng không được khóc sao, con còn nhỏ. Tiểu kiệt chẳng lẽ không phải thân sinh cốt nhục của chàng sao, chàng không thấy cổ tay con bị trầy xước hết rồi à, chàng không đau lòng sao, nữ tử tức giận quát mắng Quỳnh Long Sơn, ánh mắt nhìn nhi tử lại tràn đầy đau lòng. Quỳnh Long Sơn nghe thấy phụ nhân mắng, sắc mặt tức giận đến xanh xám, còn đứa trẻ thì co rúng trong lòng phụ nhân khóc nức nở. Phụ nhân an ủi đứa trẻ, thanh âm cũng dần dần nghẹn ngào. Nàng rơi lệ, oán giận nói, từ đầu ta đã nói, đừng làm hải kình bang lớn như thế, chỉ nên ở lại phúc kiến mà phát triển, làm bang phái lớn nhất phúc kiến thôi, để khỏi bị người ta ghen ghét hãm hại. Chàng không nghe lời ta, cứ khăng khăng làm theo ý mình, bây giờ thì hay rồi, chàng nhìn xem, cả nhà đều rơi vào kết cục này ký phách anh hùng của chàng đâu sao chàng không chống lại đường đường nhất phẩm cao thủ lại để người khác bắt nạt gia đình mình phụ nhân càng nói càng kích động ông đứa bé khóc nức nở bị nhốt trong lòng mấy ngày nay tinh thần nàng cũng gần như suy sụp từ phu nhân ban chủ hải kình ban giờ lại trở thành tù nhân thay đổi thân phận như này ai cũng không thể chấp nhận được quỳnh long sơn chàng chỉ là một kẻ hèn nhát chàng chẳng là cái thá gì cả phụ nhân vừa khóc vừa chửi mắng nghe những lời trách móc của phụ nhân mặt quỳnh long sơn càng đen như đáy nồi hắn nghiến răng nắm chặt hai tay nhưng lại chẳng thể làm gì quỳnh long sơn một tiếng trên mặt lộ ra vẻ cô đơn lỗ nặc cưỡi bạch mã bổng thúc nhẹ mông ngựa con ngựa dưới chân cứ thế tăng tốc đi tới bên cạnh chiếc xe tù đầu tiên rồi hơi con ngón tay nhắm chuẩn phụ nhân cùng đứa trẻ vụt vụt hai tiếng động nhẹ vang lên tiếng phàn nàng của phụ nhân cùng tiếng khóc của đứa trẻ đột ngột im bặt. Lỗ nặc vừa vận nội công điểm huyệt câm của hai người, làm xong hết thảy, hắn lại cong ngón út tay phải, dùng móng tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Thật là phiền phức. Cả đời ta ghét nhất là nghe tiếng nữ nhân khóc lóc om sòm. Lỗ nặc bất mãn nói một câu rồi kéo dây cương, con ngựa thông minh quay đầu trở lại sắc mặt Quỳnh Long Sơn hơi dịu lại, hướng lỗ nặc tỏ vẻ biết ơn, hắn là ban chủ hải kình bang đứng đầu một thế lực lớn trên giang hồ bị thê tử mắng nhiếc trước mặt người ngoài, dù sao cũng có chút mất mặt. Lỗ nặc mỉm cười. Hiểu mà, đều là nam nhân cả, ra ngoài không dễ dàng gì. Lỗ nặc ngáp một cái, mắt liêm diêm nói nhà ta cũng có một con cọp cái, chọc giận nàng ấy, nàng ấy nổi cơn tam bành lên thì cũng giống như vị ở nhà ngươi, cái gì cũng không màng. Mặt mũi nam nhân gì đó, bọn họ có thèm quan tâm đâu. Bọn họ chỉ muốn trút cho hải giận trong lòng thôi. Nghe lỗ nặc nói, quỳnh long sơn gật gù tán thành vẻ mặt có chút bất đắc dĩ lỗ nặc cố gắng tỉnh táo cười nói với quỳnh long sơn danh tiếng hải kình bang ta cũng có nghe qua ta thấy ngươi cũng không giống kẻ cướp bạc cứu tế chuyện này lục phiến môn nhất định sẽ cố gắng điều tra đương nhiên ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn lỗ nặc điều chỉnh tư thế tiếp tục khoanh tay chuẩn bị ngủ dựa theo tình hình hiện trường kẻ cướp bạc sử dụng toàn võ công vùng ven biển đều là cao thủ nhị tam phẩm, ngoài hải kình bang của ngươi ra, e rằng không ai có năng lực hiệu triệu như vậy. Theo lôi bộ đầu nói, hắn đã giao đấu với ngươi vài chiêu, kinh đào trưởng của ngươi đánh vào ngực hắn, vẫn còn lưu lại trưởng lực. Đợi trở về biện lương, để vị đại tông sư trong cung xem qua, nếu là hiểu lầm, ngươi nhất định sẽ được thả vô tội. Nhưng mà, lôi bộ đầu khăng khăng nhận định là ngươi, theo quy định của lục phiến môn, dù có phải ngươi hay không, ngươi đều phải bị đưa đến biện lương cướp bạc cứu tế là tội chết, chúng ta làm việc chỉ có thể thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lỗ nặc ngáp dài, mắt nhắm mắt mở nói, vậy nên trên đường đi, các ngươi cũng hợp tác một chút. Quỳnh Long Sơn im lặng không nói. Chuyện cướp bạc, không phải do Hải Kình Bang làm, Quỳnh Long Sơn hắn không thẹn với lòng, chuyện này là ai vu oan trong lòng Quỳnh Long Sơn đại khái đã có tính toán. Ma giáo trỗi dậy, việc đầu tiên cần làm là truyền giáo, Hải Kình Bang chiếm cứ ven biển. Ma giáo muốn truyền giáo, tự nhiên không thể thoát khỏi tai mắt của hải kình bang hãm hại hải kình bang khiến hải kình bang không rảnh lo chuyện khác đây mới là mưu đồ căn bản nhất của ma giáo trong mắt quỳnh long sơn lóe lên một tia thâm thúy cũng may phong cẩm thiếp đó hắn đã đưa đến chỗ sư phụ sư phụ có mối thù sâu nặng với ma giáo ngài nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn lỗ nặc điều chỉnh tư thế muốn chợp mắt nhưng vặn vẹo nửa ngày vẫn không tìm được tư thế ngủ thích hợp nên có chút bực bội ngẩng đầu nhìn sắc trời một cái rồi đành phải thôi. Theo tốc độ hành trình, đến chiều tối là có thể đến thành trì tiếp theo rồi, không gấp gáp. Tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi một chút đi, có ai muốn đi tiểu không, để bọn chúng từng người một. Lỗ nặc ngáp dài, hắn luôn có vẻ không ngủ đủ giấc, mặc dù tuổi tác năm nay mới hơn 40, trẻ hơn cả mộ dung long uyên cùng lôi chính dương. Xe ngựa áp giải Quỳnh Gia từ từ dừng lại dưới bóng cây râm mát, các bộ khoái lấy túi nước ra, đưa cho người Quỳnh Gia. Thông thường tù nhân trong xe tù không được đối xử như vậy, uống càng nhiều nước, người ta sẽ càng muốn đi tiểu, áp giải tù nhân thì làm gì có nhiều thời gian lãng phí như vậy. Có điều. Lỗ nặc nể mặt Quỳnh Long Sơn là cao thủ nhất phẩm, ban chủ đệ nhất đại ban ven biển cho nên đặc biệt dặn dò các bộ khoái chăm sóc một chút, cũng không quá nghiêm khắc. Người Quỳnh Gia dưới giám sát của bộ khoái đã giải quyết vấn đề sinh lý, vừa trở lại lồng thì lỗ nặc liền nhìn quanh, vẻ buồn ngủ trên mặt hắn biến mất, đôi mắt buồn ngủ lộ ra tia tinh anh. Ra đây đi. Không cần lén lút nữa, lỗ nặc quát lạnh. Trong rừng cây không xa liền truyền đến tiếng bước chân, một bóng người hắc y xuất hiện. Các bộ khoái của lục phiến môn nhìn thấy người xuất hiện đột ngột này thì đều đồng loạt rút bội đao, bội kiếm bên hông, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Vù vù vù. Xung quanh vang lên tiếng bước chân dồn dập. 1, 2, 3. Trong rừng bỗng nhiên xuất hiện thêm hàng chục bóng người hắc y, thân hình vạm vỡ, lực lưỡng, mặt bịt khăn đen. Lỗ nặc nhìn thấy đám người này thì mắt hơi nheo lại, đến khi cảm nhận một chút nội lực dao động trong cơ thể đám người này, sắc mặt lại trở nên lười biếng, ngáp một cái, khuyên nhủ các vị, để mặt bổn bộ đầu, các ngươi vẫn nên lui đi, Quỳnh Long Sơn cướp bạc cứu tế, đánh trọng thương bộ đầu nhất phẩm, đây là đại tội. Ta không quản các ngươi đến đây là muốn báo thù hay báo ân, nhưng có bổn bộ đầu ở đây các ngươi sẽ không có cơ hội đâu nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha